nó chỉ là đơn thôi, là đơn nha các bạn, đó, chứ không phải là đôi. Mọi thứ thì nó có cái chỗ để chúng ta treo lo ha, có cái chốt để chúng ta giữ cái cọc lo nha các bạn. Đó, y hệt như dòng Coupe đôi thôi, nhưng mà đây là dòng Coupe đơn, đó, series 3 luôn. Đó thì mình về được hai cặp mặt ha, hàng thị trường Mỹ, rất chất lượng các bạn. Thì mình đang trải nghiệm cái bộ cái cặp Coupe này, Coupe đơn này với một cái súp M3 các bạn, thì đánh rất là hay, rất là nhuyễn các bạn.